Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với Bút Mực. Các bạn đang đứng trước một bể cá phong thủy, một bể cá chép đen độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Một trong những bể cá phong thủy đem lại may mắn tài lộc cho gia chủ, chỉ sau tỷ hưu và thiền thì. Các bạn thấy trong cái bể cá, trông thấy những chú cá chép, chúng ta lại nghĩ đến những truyền thuyết của người Trung Hoa. Các bạn thấy rằng cá chép mồng 7 cá đi ăn thề, mồng 8 cá về vượt thác Vũ Môn. Truyền thuyết Trung Hoa thời thượng cổ, vua Vũ Hà Hạ trị thủy bằng cách cho đục phá một mỏm đá có hình dạng như một cái cửa ở thượng lưu sông Hoàng Hà giữa huyện Hà Tân, tỉnh Sơn Tây và huyện Hàn Thành, tỉnh Thiểm Tây, nên gọi là cửa Vũ hay Vũ Môn. Theo đó, Vũ Môn có sóng dữ, có ba vực sâu, hàng năm vào tiết tháng 3, các loài cá tập trung đến đây, con nào vượt qua được Vũ Môn thì hóa rồng. Cá chép đã vượt qua được 3 tầng cửa hay 3 vực sâu, 3 tầng cửa Vũ, Vũ Môn và Long Vân và được hóa rồng. Các bạn thấy đây là một loài cá rất linh thiêng, được ví như là rồng. Truyền thuyết có kể rằng vào một năm trời hạn hán, vì số rồng quá ít, không đủ làm mưa điều hòa cho khắp mọi nơi, trời mới đặt ra một kỳ thi kén các vật lên làm rồng, gọi là thi rồng. Khi chiếu trời ban xuống, vua Thủy Tề loan báo cho tất cả các ngư dân dưới nước tham gia vào cuộc thi. Cuộc thi có 3 kỳ, mỗi kỳ qua một đợt sóng, con vật nào đủ sức đủ tài vượt được cả 3 đợt thì mới được hóa rồng. Bạn thấy là về những truyền thuyết của loài cá chép hóa rồng, thì trông thấy những con vật này, chúng ta thường nghĩ tới những con cá chép hóa rồng. Cũng trong một tháng trời, đại diện của bao nhiêu loài dị tộc đến khi đều bị ngoại cả, vì không con nào vượt được cả 3 đợt sóng. Sau có cá rô vượt qua được một đợt nhưng cũng bị rơi ngay, rồi đến con tôm, các bạn thấy con tôm ăn cả bay qua được 2 đợt, ruột gan vây vẩy râu đuôi đã gần như hóa rồng. Nhưng đến đợt thứ 3 vượt thác vượt ngũ đến cửa Vũ Môn lần thứ 3 thì con tôm không vượt qua được và đã rơi ngay xuống. Và hiện nay là con tôm của chúng ta, con càng của chúng ta đã bị cong lưng như vậy là do rơi từ cái cửa Vũ Môn này xuống. Các bạn thấy là cong lưng lại do ngã rơi xuống. Đến lượt con cá chép thì vào thi thì gió thổi ào ào, mây kéo dầm trời. Cá chép ta vượt luôn một hồi qua cả 3 đợt sóng và lọt vào cửa Vũ Môn. Cá chép đỗ vẩy đuôi râu sừng mọc đủ, vóc dáng thật oai linh, thật đúng là thần rồng. Cá chép hóa rồng phun nước và gió táp mưa xa, muôn loài sung sướng, sự sống đã hồi sinh. Bởi vậy người ta cho rằng cá chép mang lại điều may mắn và sung túc. Các bạn thấy là đấy là dòng cá chép, nhưng các bạn thấy đây là một loài cá chép rất linh thiêng, và có lẽ đây cũng là một bể cá độc nhất vô nhị tại Việt Nam, vì chúng có màu đen nhung các bạn, không đỏ như những loài cá hoặc vàng như những loài cá chép khác. Đây chúng có màu rất đen nhung, vì chúng là những loài cá chép. Khi trông thấy những loài vật này, chúng ta thấy một cái tính hiền hòa, cần cù, chịu khó rèn luyện, tập luyện. Các bạn thấy là với cá chép tượng trưng cho sự can đảm, các bạn may mắn, chót lọt, thành công và chiến thắng. Trông thấy sự oai phong rạng rỡ, trông thấy cá chép chúng ta trông thấy đất đai màu mỡ vì được tưới, phun nước, phun mưa, làm tươi tốt, cây cối xanh tươi, đem lại sức sống cho muôn loài. Nên vậy cá chép thường được là biểu tượng của sự an lành và sung túc, thịnh vượng thăng tiến cũng như trong học hành thi cử, công danh và may mắn về tài lộc, chứ không phải là chúng ta chỉ ngồi một chỗ để mong chờ vào sự may mắn. Cho nên các bạn thấy là thường chúng ta trông thấy cá chép là trông thấy những sự can đảm, chịu khó chăm lo,
làm việc và công với thành, danh với toại, và cũng là một bước đột phá dạy cho chúng ta. Và cũng là qua những cái bài cá này, các bạn thấy là chúng cũng rất điềm tĩnh với một màu đen nhung hòa thuận. Các bạn thấy những đặc tính của loài cá chép, chúng ta thấy là hàng năm chúng ta thấy là vào 23 ông công ông táo, chúng ta cũng như là ông công ông táo, và loài này đã đưa ba vị lên trời. Từ ngày 23 chúng ta thường cúng là trước 12 giờ của ngày 23 để cho kịp lên trời, chứ sau 23 giờ thì chúng ta thường là truyền thuyết cả là cá sẽ không kịp lên đến thiên đình báo cáo. Vì vậy là chúng ta phải cúng trước 23 giờ của 12 giờ, trước 12 giờ của ngày 23. Các bạn thấy này, cá này được ăn những hạt đậu, các bạn được gia chủ cho nuôi bằng những hạt đậu. Cá có màu đen nhung rất mịn màng, trông rất thần thái và có một vẻ rất huyền bí linh thiêng. Các bạn thấy màu đen tuyệt vời chưa? Rất tuyệt vời, một màu đen nhung của những chú cá chép này với các bạn với bát như tám chú cá chép. Cũng màu đen rất là huyền bí các bạn. Đây là một trong những loài cá mà vào rằm tháng 7 hàng năm là chúng ta thường hay phóng sinh, cũng như 23 tháng chạp chúng ta dùng để đưa ông công ông táo về với báo cáo với thiên đình và công về tội của các gia chủ sống ở trần gian. Các bạn thấy này, đây là loài cá đem lại sung túc may mắn cho những ai trông thấy và ai nuôi dưỡng chúng. Một trong những loài cá là để trong những bể phong thủy có thể trừ tà trừ yêu, đem lại tài lộc cũng như là thi cử đỗ đạt công thành danh toại. Với loài cá này chỉ đứng sau tỳ hưu và thiềm thừ thôi các bạn. Động vật rất may mắn phong thủy. Bạn thấy là chúng được sống trong là bát ngư này được sống trong một bể nước rất trong. Bạn thấy bể nước rất trong. Màu sắc của chúng các bạn thấy là chung với một số loài cá thì chúng rất hòa thuận. Chúng có thể là đây là một loài cá ăn tạp các bạn, và ăn ở tầng đáy, sống ở tầng đáy. Vì đây là loài cá theo Hy Lạp cổ đại thì được dịch ra tiếng Việt là mắn con các bạn. Trong dân gian là một trong những cái sinh sôi nảy nở, tức là may mắn. Các bạn thường thấy là những bức tranh khắc và những bức tượng cá chép hoặc là bức tranh thường vẽ với sen và cá chép. Cá chép quần sen, các bạn thấy là sen là tiếng Hán được dịch là liên. Cá chép là cá là ngư, ngư có nghĩa là dịch nó đồng âm với dư, có nghĩa là dư giả. Cá chép quần sen có nghĩa là liên tục dư giả. Vậy là chúng ta thường hay treo những bức tranh cá chép quần sen hoặc là lý ngư vọng nguyệt. Đây là một trong những loài quả cá mà vượt thác Vũ Môn thành công qua cửa Long Môn. Trong những loài cá rất can đảm, chịu khó, cho thấy trông thấy những loài cá này chúng ta thấy cần phải rèn luyện đức tính của mỗi con người, mỗi chúng ta. Vâng, bút mực xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chia sẻ video của bút mực và đăng ký kênh trong bút mực. Xin chào.